Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt đầu triển khai công tác chấm thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Gia Lai, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh đô thị Pleiku. Hải Phòng, bắt đối tượng buôn bán ma túy khắp miền Bắc. Hạn chế trong công tác dự báo khí tượng thủy văn gây khó khăn và bị động trong ứng phó thiên tai. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin về việc triển khai công tác chấm thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Thưa quý vị, công tác tổ chức thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã được hoàn thành trong ngày 24 tháng 6 và bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 thì các địa phương triển khai công tác chấm thi. Theo lộ trình, chậm nhất là đến ngày 7 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ phải công bố kết quả thi của thí sinh. Căn cứ trên điểm thi thực tế, thí sinh sẽ có cơ hội được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trong hồ sơ của mình một lần nữa. Ngay sau đó, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 7, ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng sẽ được tổ chức trên cả ba miền Bắc Trung Nam. Đến giữa tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn đại học. Đây là căn cứ để các trường công bố điểm chuẩn và bắt đầu quá trình xét tuyển đại học. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với những điểm mạnh của kỳ thi năm nay, Bộ sẽ giữ ổn định cách tổ chức thi này trong những năm tới. Nối tiếp chương trình là thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, trẻ sơ sinh được tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh ở nước ta mới chỉ đạt 68%. Con số này tiếp tục là mối lo và cũng là vấn đề cần phải được ưu tiên thực hiện trong năm 2017 của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hiện cả nước vẫn còn 550.000 trẻ chưa được tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh, khoảng 62.000 trẻ chưa được tiêm đủ 3 liều vaccine DTB, VZB, HIB khi trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan. Đáng chú ý là có tới 80-90% trẻ bị nhiễm virus viêm gan B trong thời gian 1 năm đầu đời và 30-50% trẻ bị nhiễm virus viêm gan B trước 6 tuổi sẽ có viêm gan mãn tính sau này. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào đối với bệnh viêm gan B. Vì vậy, tiêm phòng vaccine viêm gan B được xem là biện pháp hữu hiệu nhất phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. Cũng theo một thống kê cách đây 1 năm, vào tháng 6 năm 2016, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B chỉ đạt dưới 50%. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân còn thiếu lòng tin sau một số sự cố khiến trẻ tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B. Mặc dù chuyên gia y tế đã xác định nguyên nhân của những sự cố đó không phải do vaccine, thậm chí một số bệnh viện, cơ sở y tế được phép thực hiện tiêm chủng cũng ngần ngại khi tiêm vaccine này cho trẻ sơ sinh. Thưa quý vị, theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa nằm trên tuyến quốc lộ 1 đang kiểm soát tốt tiến độ. Công tác hoàn thiện bề mặt đường, hầm đường bộ qua Đèo Cả sẽ hoàn thành trong tháng 7. Hầm Đèo Cả dài thứ hai cả nước, đứng sau hầm Hải Phân, khi đưa vào hoạt động sẽ giúp các xe qua lại đèo rút ngắn 80% thời gian và xóa điểm đen tai nạn trên đèo. Tính đến thời điểm hiện tại, hầm Đèo Cả đã thi công được hơn 92% khối lượng, trong đó đã đào thông hầm vào ngày 21 tháng 6 năm ngoái, vỏ hầm bê tông đã thi công xong. Đến nay, các hạng mục chính của dự án hầm đường bộ Đèo Cả đang được gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, từ tháng 9 năm 2016, nhà đầu tư đã thành lập xí nghiệp quản lý, vận hành và bảo trì hầm Đèo Cả Cổ Mã, tuyển dụng nhân sự vận hành và bảo dưỡng hầm với hơn 230 lao động đã được đào tạo công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn đang gặp khó với 12 vướng mắc liên quan đến các dự án chưa được giải quyết, như vướng mắc cơ bản về hồ sơ trạm biến áp 110 kV Đèo Cả, kiến nghị đưa hầm Đèo Cả vào sử dụng trong tháng 8 năm 2017, bổ sung trạm trung chuyển xe máy qua hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã. Dự kiến đến ngày 15 tháng 8, dự án sẽ thông xe toàn tuyến đường dẫn và hầm đường bộ Đèo Cả để vận hành thử nghiệm, hoàn thiện các bước nghiệm thu để có thể chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 10 năm nay. Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku có tổng chiều dài trên 30 km đang chuẩn bị được triển khai. Hiện nay, các địa phương đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc khó khăn. Điển hình là đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Khi có thông tin tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Pleiku sẽ đi qua địa bàn huyện Chư Pả, một số hộ dân tại đây đã đua nhau xây dựng các công trình kiến trúc nhằm mục đích để trục lợi tiền bồi thường. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền giải thích, song những hộ dân có đất trên tuyến đường vẫn lén lút triển khai xây dựng.
Chính quyền địa phương đã lập các biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ xây dựng trái phép và yêu cầu tháo dỡ, nhưng người dân vẫn không chấp hành. Là nó có một cái trào lưu ở đây dân nữa là gì? Là người ta bỏ tiền ra, một số những người nào đó, người ta bỏ tiền vật liệu ra. Người ta để cho người ta xây. Để xây rồi, anh chia nhau. Mà mục đích là để là gì? Để mà trục lợi, lấy tiền đền bù thôi. Chứ thực tế mà xây cái nhà là có nghĩa là không phải là xây nhà ở. Đến nay tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa, còn lại 17 hộ dân chưa giải phóng được. Nguyên nhân là do các hộ dân chưa chấp nhận giá bồi thường. Trước những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, huyện Chư Pả đã thành lập các tổ tuyên truyền từ huyện đến xã, tập trung xuống địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân. Đối với những hộ dân tỏ thái độ không hợp tác, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sông Giang thuộc xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang oằn mình vì nạn khai thác cát. Để bảo vệ đất đai, nhà cửa và hoa màu, người dân nhiều lần kêu kiện nhưng lực bất tòng tâm. Đất đai trôi lở, sông suối ô nhiễm làm hàng trăm hộ dân khốn đốn. Ghi nhận của phóng viên tại đây. Tại khu vực sông Giang, màu nước đã chuyển thành vàng đục. Tiếng máy xúc liên tục thả gầu sắt xuống sông, mốc cát thả lên xe tải chờ sẵn. Khu vực khai thác là nơi sinh hoạt chủ yếu của người dân, do đó việc khai thác sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở đây. Phần lớn các hộ dân ở xã Khánh Trung đều dùng nước sông và số ít dùng giếng đào. Việc khai thác cát ở đây không chỉ gây sạt lở, làm mất đất canh tác, gây nguy hiểm đến các hộ dân ở gần bờ sông, mà còn ảnh hưởng đến cả ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, vào năm 2016, những hộ dân sống ở sông Giang cũng rất nhiều lần phản ánh việc khai thác cát trái phép này. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn tiếp diễn và chưa được giải quyết triệt để. Thiết kỷ các ngành chức năng nên có biện pháp răn đe quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo cuộc sống dân sinh và bảo vệ tài nguyên môi trường. Thưa quý vị, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, những cột điện với dây nhợ chằng chịt được ví như là những tổ nhện trên cao đã và đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Theo Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bình Định, tình hình tai nạn cháy nổ diễn ra ngày càng phức tạp theo chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi lên là tình trạng cháy nổ các thiết bị trên trụ điện. Điều này không chỉ gây tổn thất tiền bạc cho ngành điện, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự an toàn về tính mạng, tài sản của người dân. Thật dễ dàng bắt gặp hình ảnh chằng chịt các loại công tơ, các loại dây trên cột điện ở các tuyến đường hay trụ điện nằm sát nhà dân đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nguy cơ rò rỉ điện bất cứ lúc nào. Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bình Định, từ tháng 8 năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 60 vụ cháy nổ thiết bị điện công cộng, chủ yếu xảy ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn với 49 vụ. Cái nguyên nhân là một là do trong quá trình thời tiết nóng lắm nhiều, cho nên người dân sử dụng các thiết bị điện là tăng cao, cho nên hiện tượng là quá tải xảy ra rất là thường xuyên. Mỗi năm, ngành điện lực tỉnh Bình Định đầu tư trung bình khoảng 140 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa hệ thống điện. Tuy nhiên, nguồn vốn này cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu phát triển. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu dùng điện tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ quá tải, xảy ra cháy nổ, chập điện rất cao. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã có văn bản đề nghị ngành điện lực khẩn trương kiểm tra thay thế và bảo dưỡng các tuyến đường dây có nguy cơ cao. Điện lực Bình Định cũng đang tiến hành chỉnh trang các trụ điện ở 11 tuyến đường trong thành phố Quy Nhơn, đồng thời tăng cường kiểm tra, chủ động phòng tránh sự cố quá tải, chạm chập điện gây cháy nổ. Thưa quý vị, tỉnh Khánh Hòa hiện có 11 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh đã chủ trương thực hiện hàng loạt các chính sách hỗ trợ các đơn vị này để có thể bảo tồn, lưu giữ và phát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một vài đơn vị nhận được hỗ trợ, còn lại thì đa phần vẫn phát triển hết sức khó khăn. Cả làng gốm Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, nay chỉ còn duy nhất một hộ còn hoạt động giữ lấy nghề truyền thống. Khó khăn trong tiêu thụ, tìm kiếm nguồn nguyên liệu, nhiều người cũng dần xa dư nghề. Đầu năm 2017, hộ sản xuất này bắt đầu nhận được hơn 42 triệu đồng hỗ trợ từ Sở Công Thương để sắm máy móc thiết bị. Dù nguồn hỗ trợ vẫn còn ít, song đây chính là động lực để hộ sản xuất tiếp tục gắn bó với nghề. Bây giờ thì cha nguồn gốm thì cũng ít lắm. Mà mình chỉ là trang trại lên đỡ cho căn ngã mình làm cho khô, sợ mưa gió rồi cho đỡ bớt. Rồi máy móc thì mình cũng có làm đó. Rồi nếu mà có một cái chỗ nào đỡ đào tạo thêm á, thì có thể cha mấy đứa trẻ đi học cũng được. Mấy đứa con nó đi học thêm ngờ. Chẳng hạn như làm những cái đồ trang trí, đồ này nọ gì. Để hỗ trợ 11 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống,
tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra các giải pháp về vốn, chính sách đất đai, nguồn nhân lực, tập huấn nâng cao tay nghề. Thế nhưng đến nay, chỉ có số ít hộ sản xuất nhận được hỗ trợ về vốn, còn lại đa phần đều khó tiếp cận vốn và các chính sách hỗ trợ. Trước những khó khăn đó, đại diện Chi cục Phát triển Nông thôn cho rằng, để đưa các ngành nghề này phát triển bền vững, rất cần sự hỗ trợ tích cực của tất cả các ban ngành của địa phương, đồng thời đòi hỏi các nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống phải chủ động tìm ra phương thức sản xuất phù hợp. Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin chính thức về chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ 10 túi tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng gần 1 kg. Và đây cũng là thông tin mở đầu cho phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông ngày hôm nay. Cầm đầu đường dây này là Vũ Việt Hùng, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Hùng đã có 4 tiền án, 2 tiền sự. Đối tượng Vũ Việt Hùng làm nghề lái taxi. Hùng đã lợi dụng nghề nghiệp này để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hùng cấu kết với Trương Tất Tần, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, phân công Tần chuyên đi giao ma túy cho Hùng. Vào lúc 4 giờ ngày 24 tháng 6, tại trước cửa số nhà 66 Lạch Trai, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ Việt Hùng và Trương Tất Tần đang mang ma túy đi giao cho khách. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên tay của Hùng và Tần 10 túi tinh thể màu trắng, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật khác có liên quan. Hùng và Tần khai nhận 10 túi tinh thể màu trắng trên là ma túy đang được hai đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ. Hiện công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng có thủ đoạn bắt giữ người trái pháp luật nhằm ép buộc người bị hại viết giấy ghi nợ. Với hành vi rất manh động này, cả hai đã khiến bị hại hoảng loạn, dẫn đến hành động tự tử nhưng đã kịp thời được cứu sống. Trước đó vào tháng 4 năm 2017, Nguyễn Thị Bích Hà 45 tuổi trú quận Thanh Khê Đà Nẵng có cho bị hại mượn số tiền, tuy nhiên sau nhiều lần không đòi lại được, đã nhờ Huỳnh Lâm Huân 38 tuổi trú quận Hải Châu Đà Nẵng đến gây áp lực đe dọa và buộc bị hại viết giấy nợ với số tiền cao hơn. Sau đó, Hà và Huân tiếp tục bắt giữ bị hại nói trên, đòi nợ giúp người khác và buộc bị hại viết giấy nợ khoảng 500 triệu đồng. Quá hoảng sợ, người bị hại đã trốn vào nhà vệ sinh dùng dao cắt mạch máu, tuy nhiên đã được phát hiện và cứu sống kịp thời. Trước hành vi rất manh động nói trên, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, can thiệp và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng nói trên để điều tra làm rõ thêm về hành vi phạm tội. Thưa quý vị, nạn trộm chó lâu nay vẫn là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều tên trộm bị lực lượng chức năng bắt xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, rạng sáng ngày 25 tháng 6, qua tin báo của người dân, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã bắt quả tang 2 đối tượng trộm đang bán 9 con chó cho một quán nhậu. Hai tên trộm là Kim Hương, sinh năm 1976, ngụ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, và Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1990, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh, cùng tỉnh Trà Vinh, bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang khi đang bán 9 con chó cho bà Lê Thị Son, chủ quán Cây Tơ Tám Trúc ở ấp Trang Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Tất cả 9 con chó đều bị khớp mỏ và đã chết. Qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên xe đối tượng có bộ dụng cụ kích điện để bắn chó và ná thun dùng để chống trả khi bị người dân phát hiện đuổi bắt. Tại Công an huyện Châu Thành, Hương và Tuấn thừa nhận 9 con chó này chúng vừa bắn trộm ở địa bàn huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang. Chỉ trong hơn 3 giờ đồng hồ, từ 1 giờ đến 4 giờ 30 phút rạng sáng, dọc theo đoạn quốc lộ 53 từ huyện Châu Thành đến huyện Cầu Ngang, chúng đã nhanh chóng bắn trộm 9 con chó rồi mang đi tiêu thụ. Số chó này chúng bán với giá 30.000 đồng một ký. Tối 25 tháng 6, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người dẫn xe đạp qua đường. Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 63B901121 do anh Bùi Nguyễn Nhật Trường, 28 tuổi, quê Tiền Giang điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đi đến đoạn ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ tông vào bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, 62 tuổi, cùng ngụ tại Tiền Giang, đang dẫn xe qua đường tại phần đường dành cho người đi bộ. Cú tông mạnh khiến bà Vân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp bị gãy làm đôi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Phần cuối của chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, Việt Nam đang là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Mỗi năm có trên 10 cơn bão đổ bộ vào nước ta và khoảng 80-90% dân số chịu ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, công tác dự báo khí tượng thủy văn trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, công tác dự báo đã được tăng cường để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ghi nhận của phóng viên sau đây sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Hạn hán, mưa lũ bất thường, những hiện tượng khí hậu cực đoan, nếu không dự báo được sẽ gây ra hậu quả về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, phá vỡ các quy luật khí tượng thủy văn tồn tại nhiều năm qua, khiến cho công tác dự báo khí tượng thủy văn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, việc dự báo mưa được coi là khó nhất hiện nay. Vì cái mưa đấy chỗ này là một cái biến liên tục, bất liên tục, tức là không liên tục kể cả theo thời gian và không gian. Ví dụ như là bây giờ đang mưa, chốc nữa tự dưng có thể nắng. Ví dụ như là ở đây có thể đang mưa to nhưng mà ở cách đây khoảng không xa, khoảng độ 500 mét một cái chỗ có thể trời vẫn là nắng. Thì những cái hiện tượng dự báo mưa là một trong những vấn đề mà cái bài toán rất là nan giải, và độ chính xác của dự báo mưa rất là, cho đến bây giờ vẫn là rất là kém, không phải chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các cái trung tâm dự báo trên thế giới. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mùa mưa bão năm 2017 sẽ phức tạp khó lường. Dự báo sẽ có khoảng 13 tới 15 cơn bão trên biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là tính bất thường, khó dự đoán. Là Việt Nam mình nằm ở khu vực nhiệt đới, mà các yếu tố thời tiết ở nhiệt đới là thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với vĩ độ cao. Nói ví dụ như đơn giản như Nhật Bản là ở vĩ độ khoảng 35 đến 40 độ Vĩ Bắc, Việt Nam thì nằm từ khoảng 8 đến 23 độ Vĩ Bắc, thì cái tính nhiệt đới ở khu vực Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với Nhật Bản. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như số lượng trạm đo ở Việt Nam cũng ít hơn so với Nhật Bản, và các công nghệ đo của chúng ta vẫn một nửa là tự động, một nửa là bằng tay, cho nên là cái thông tin của nó cũng không, cập nhật không được nhanh. Việt Nam hiện vẫn chưa có mô hình dự báo bão chuyên biệt để ứng dụng riêng cho khu vực Biển Đông. Trong thời gian tới, mô hình này cần được cập nhật để nâng cao chất lượng dự báo bão, qua đó hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Con tâm, lật thuyền, hai cha con đuối nước thương tâm. Khánh Hòa, hàng loạt ruộng muối chưa thể sản xuất do ngập nước mưa. Thanh Hóa, khởi tố đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ đồ ăn bán qua mạng.